tiền này, chạy trước đi, tao sẽ người lấy được. Mày cầm số tiền này, đi, chạy đi. Đúng rồi, tao chưa cho ra tiền đây. Bắt lại nó đi. Tao chưa đi xa đâu. Chạy lên. Mà từ lúc tao đi thằng Khải là có tìm không ấy? Có. Nó chặn hỏi em suốt đấy. Có đợt em sợ quá, còn phải chuyển nhà đi. Nghe nói lão Quân dính vào hàng cấm nên là bị công an tóm rồi cho dựa cột luôn. Còn thằng Khải ấy, thì cũng bị bốc đi luôn. May mà anh không ở nhà đấy, không thì cũng lên đường luôn. Mà này, có thông tin của thằng Chí chưa? Bọn em lùng sục khắp mọi nơi nhưng mà không tìm được tung tích của nó anh ạ. Rồi còn nghe đâu là nó chết mất xác ở bên nước ngoài rồi. Sao anh vẫn quan tâm nó đấy? Ân oán giang hồ à? Hay là nợ đời? Không đâu bằng quê mình. Dạ. Tao không nghĩ có ngày hôm nay. Chủ quán ơi! Chị ơi! Ai bán sang nhà mình nhỉ? Chủ quán đi ra chợ rồi anh ơi! Chủ quán đi chợ rồi anh ạ. Tự xử. Anh đỡ em cái này mở nắp xăng. Ở đây bán ném mày nhỉ? Trời ơi! Để tiền lại cho người ta. Nhanh lên. Đấy đây anh. Tiền này. Có chia đâu nhỉ? Đấy. Xe lại làm sao đây? Không được anh ạ. Khả năng không phải hết xăng rồi. Mày kiểm tra kỹ lại xem nào. Đạn cắt rồi không lên thân. Này anh sao thế? Cứ im tin thít như là thịt nấu đông ấy. Đấy. Nói đi. Nhìn mặt anh cứ lạ lạ nào nhá. Hình như là tao thấy người quen. Người quen á? Ai cơ? Anh đừng nói là anh nhìn thấy mấy cái thằng giang hồ bạn cũ ấy nhá. Nếu có gặp chúng nó cũng phải né đi. Anh nhớ chưa? Mày là bố tao đấy à? Đúng rồi đấy. Vừa ra mộ bố bảo em thế đấy. Anh mà còn lằng nhằng mấy cái thằng đấy, em từ mặt anh luôn đấy. Từ... Đáo, đang lái xe đây này, bỏ ra. Anh phải biết là anh em mình khó khăn như thế nào mới được đoàn tụ. Những cái gì mà anh em mình phải trải qua ấy, là quá đủ rồi. Anh đã hứa với em là anh phải sống tử tế. Nhá. Yeah.